Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Hôm nay thứ ba ngày 27 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án đường điện 500 kV Quảng Trạch Phố Nối. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổng kết thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Ban liên lạc tỉnh ủy viên hưu trí gặp mặt đầu xuân Giáp Thìn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với nhà đầu tư nước ngoài về mở rộng khu công nghiệp Thăng Long 2. Kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam ghi nhận về sự hy sinh thầm lặng của các bác sĩ chữa bệnh thần kinh. Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát đầu tư về giao thông phát triển đô thị tại huyện Yên Mỹ. Sáng nay tại trạm 500 kV, xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động phong trào thi đua xây dựng đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đến Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. Dự buổi lễ phát động có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phạm Tất Thắng, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương, đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương và 9 tỉnh có dự án đi qua. Về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Công trình xây dựng đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đi Phố Nối, tỉnh Hưng Yên có chiều dài trên 500 km qua 9 tỉnh. Dự án có 1.177 vị trí móng cột với tổng mức đầu tư trên 22.350 tỷ đồng. Trong đó, Hưng Yên có 34 vị trí móng cột thuộc huyện Văn Lâm và thị xã Mỹ Hảo, tổng công ty truyền tải điện quốc gia làm chủ đầu tư. Lễ phát động nhằm thi đua thi công trên công trường dự án đường dây 500 kV mạch 3, phát huy sáng kiến, sáng tạo, nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường cải tiến kỹ thuật, năng suất lao động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nguyên nhiên vật liệu và các nguồn lực, góp phần đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng các dự án, nhằm khích lệ động viên tinh thần, tạo không khí làm việc hăng say, sáng tạo của đoàn viên, người lao động công trình đường dây truyền tải 500 kV Quảng Trạch Phố Nối. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phát động thi đua với tinh thần năm nhất, gồm tiến độ nhanh nhất, chất lượng tốt nhất, an toàn tiết kiệm nhất, sáng tạo nhất và chăm lo đời sống tốt nhất. Được biết đến nay, các địa phương bàn giao mặt bằng được 1.143 trên 1.177 vị trí móng đạt 97%. Trong đó, tỉnh Hưng Yên có 34 móng cột của huyện Văn Lâm và thị xã Mỹ Hào đã bàn giao cho nhà thầu thi công. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang biểu dương các tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện dự án, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, các địa phương và nhà thầu tập trung cao độ triển khai có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, tiếp phần hành lang toàn tuyến cũng như xây dựng đảm bảo an toàn đúng tiến độ, phấn đấu đưa công trình vào vận hành truyền tải điện trong tháng 6 năm nay theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết chỉ thị 35 ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, đại diện các ban đảng trung ương. Thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đã triển khai quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, tạo được sự thống nhất cao về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ các cấp. Từ đó, phát huy được ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc tham gia các khâu chuẩn bị, góp phần cho sự thành công của đại hội. Việc xây dựng và thảo luận văn kiện trình đại hội được thực hiện chặt chẽ, kỹ lưỡng, nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu về chất lượng và thời gian. Phát huy tốt trách nhiệm của các cấp, các ngành, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành cơ bản thể hiện được tinh thần tự phê bình và phê bình. Việc thảo luận báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành tại đại hội được thực hiện dân chủ, thẳng thắn và mang tính chất xây dựng. Các tham luận, thảo luận được chuẩn bị kỹ, đóng góp từng lĩnh vực cụ thể, phân tích nguyên nhân và đề xuất nhiều giải pháp phù hợp với thực tế nhiệm vụ chính trị của từng đảng bộ. Công tác nhân sự cấp ủy, các cấp được thực hiện đúng quy định, dân chủ, khách quan,
công khai gắn với công tác quy hoạch đạt các tiêu chuẩn về số lượng cán bộ trẻ, cán bộ nữ và đổi mới 1/3 cấp ủy so với nhiệm kỳ trước. Công tác bầu cử được thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, phát huy được trách nhiệm và quyền của đại biểu, đúng quy chế bầu cử trong Đảng. Trình độ cán bộ, tỷ lệ cán bộ trẻ, nữ của cấp ủy nhiệm kỳ này đều nâng lên so với nhiệm kỳ trước. Phát biểu tổng kết hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng được Tỉnh ủy Hưng Yên bám sát với thực tế. Theo đó, Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành theo đúng kế hoạch và đạt kết quả tốt đẹp, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi toàn tỉnh. Để tạo điều kiện cho địa phương tới đây tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Ngoài 5 đề xuất kiến nghị trong báo cáo dự thảo, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị bổ sung thêm 3 đề xuất với Trung ương. Một là đề nghị Trung ương hướng dẫn độ tuổi ứng cử ban chấp hành Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 phù hợp với luật lao động cũng như là các quy định hướng dẫn về quy hoạch. Hai là đề nghị Trung ương không quy định số lượng cấp ủy viên ban thường vụ các cấp tỉnh, cấp huyện tiếp tục giảm 5% so với cái số lượng tối đa được Trung ương quy định trong nhiệm kỳ 2020-2025. Và cái thứ ba nữa là Trung ương cũng cần tiến hành việc tổng kết, đánh giá cái mô hình bí thư đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân hay là bí thư đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân. Đây là chúng ta phải đánh giá và thống nhất cái mô hình. Tôi nghĩ đã đến lúc thì chúng ta đủ thời gian để kiểm điểm, đánh giá và rút kinh nghiệm, thống nhất. Tôi nghĩ là chỉ có một mô hình thôi, mà cũng nên theo hướng là nếu có áp dụng thì là bí thư kiêm chủ tịch hội đồng nhân dân. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa cũng đề nghị sau hội nghị này, các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế để tham mưu, lãnh đạo thực hiện tốt các nội dung chuẩn bị cho tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030, ngay sau khi Trung ương có chỉ thị và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Sáng nay, Ban Liên lạc Tỉnh ủy viên hưu trí tỉnh Hưng Yên tổ chức gặp mặt đầu xuân Giáp Thìn 2024. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Với gần 100 hội viên, năm 2023, các hội viên trong Ban Liên lạc tiếp tục phát huy vai trò của người đảng viên, tích cực tham gia các phong trào thi đua do địa phương phát động, giáo dục con cháu tích cực học tập, công tác và lao động. Tại buổi gặp mặt, nhiều hội viên đã phát biểu bày tỏ sự vui mừng về những bước phát triển của tỉnh, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong công tác lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh, phát triển kinh tế xã hội ngày càng vững chắc. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Quốc Toản gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các hội viên và toàn thể gia đình, ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của các đồng chí. Tuy đã nghỉ công tác nhưng vẫn giữ vững bản lĩnh chính trị, gương mẫu chấp hành và giáo dục các thành viên trong gia đình, chấp hành mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động của địa phương. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy báo cáo khái quát một số thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế xã hội đạt được trong năm 2023, phương hướng những năm tiếp theo, đồng thời mong rằng các đồng chí luôn là tấm gương sáng về tinh thần học tập làm việc cho con cháu và quần chúng nhân dân noi theo. Nhân dịp này, Ban Liên lạc Tỉnh ủy viên hưu trí tỉnh chúc thọ 25 hội viên từ 70 tuổi đến 95 tuổi. Chiều qua, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản để bàn giải pháp tiếp tục mở rộng khu công nghiệp Thăng Long 2. Tại buổi làm việc, ông Fukuda, Tổng Quản lý Phòng các khu công nghiệp hải ngoại của tập đoàn Sumitomo, cảm ơn tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của Nhật Bản trong khu công nghiệp Thăng Long 2. Tập đoàn mong muốn tỉnh tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bảo đảm nguồn điện phục vụ sản xuất, đặc biệt là ủng hộ kế hoạch mở rộng khu công nghiệp Thăng Long 2 giai đoạn 4 với diện tích khoảng 100 ha. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh, tỉnh Hưng Yên đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng kỹ thuật nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các nhà đầu tư trong quá trình hoạt động, trong đó có tập đoàn Sumitomo. Đối với phần diện tích đất mở rộng giai đoạn 3, khi tập đoàn Sumitomo hoàn thành nghĩa vụ về tài chính và các hồ sơ thủ tục,
Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bày tỏ quan điểm ủng hộ tập đoàn Sumitomo tiếp tục đầu tư mở rộng khu công nghiệp Thăng Long 2 giai đoạn 4, đồng thời đề nghị sớm hoàn thiện các hồ sơ thủ tục cần thiết. Về vấn đề cung cấp điện, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành điện có giải pháp đảm bảo nguồn điện cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Thăng Long 2. Ngày 26 tháng 2, Sở Y tế tỉnh Hưng Yên kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam phát động phong trào thi đua năm 2024, tới dự có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2023, toàn ngành y tế đã tích cực thi đua thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 93,6%, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 97%. 193 trên 193 cơ sở y tế có thể sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng biểu dương những kết quả toàn ngành đạt được trong công tác chăm sóc bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân. Đồng chí cũng lưu ý, toàn ngành tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị. Trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến lề lối làm việc, đẩy mạnh các hoạt động y tế dự phòng và thực hiện các chương trình mục tiêu y tế dân số, thực hiện các giải pháp giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh, kết hợp phát triển dịch vụ phổ cập với phát triển dịch vụ kỹ thuật cao. Tiếp tục quy hoạch đào tạo, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực theo hướng tiêu chuẩn hóa cán bộ y tế từ tuyến tỉnh đến cơ sở. Cán bộ ngành y phải luôn ghi nhớ 9 điều y huấn cách ngôn của danh y Hải Thượng Lãn Ông. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng đào tạo, chỉ đạo điều hành công tác y tế trong năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, bệnh viện tâm thần kinh mà trong đó có những người sống mê mê thực thực và đôi lúc rất dữ tợn, có bước chân vào đây mới thấu hiểu hết nỗi vất vả, hiểm nguy và những hy sinh thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ khi ngày đêm phải đối mặt với những người sống trong cõi riêng, ít ai hiểu được. Phóng sự nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Ở khoa cai nghiện chất, nơi 100% bệnh nhân đều là nam giới, các bệnh nhân khi mới nhập viện đều có diễn biến phức tạp, mất kiểm soát nhưng đã sớm được ổn định trở lại nhờ sự điều trị và chăm sóc khéo léo, tận tâm của nữ bác sĩ trẻ Nguyễn Thị Huyền. Trong 6 năm công tác tại Bệnh viện Tâm thần kinh Hưng Yên, bác sĩ Huyền đã chứng kiến nhiều đồng nghiệp nộp đơn thôi việc vì không chịu được những khó khăn, áp lực của công việc. Tuy nhiên, với trái tim nhân ái, thương cảm với hoàn cảnh của những bệnh nhân đặc biệt này, chị đã phấn đấu rèn luyện, trau dồi chuyên môn y đức để mỗi ngày thêm thấu hiểu và điều trị chăm sóc bệnh nhân tốt hơn. Rượu nó làm nó mất cảm giác, mất tinh thần. Mới vào viện đâm ra là nói lên bác sĩ là có khi là bác sĩ tự ái, nhiều không bác sĩ không tự ái đi nào, biết quan tâm không nói nặng. Nhiều lúc nửa đêm 11 giờ đêm vẫn phải thức trực. Những bệnh nhân tâm thần thì thường là những bệnh nhân mà có những cái hoàn cảnh khó khăn, mình điều trị, mình giúp đỡ được những trường hợp như thế thì mình cảm thấy rất là tự hào, rất là những cái đấy là những nguồn động lực mà mình có thể tiếp tục công tác tại bệnh viện và tiếp tục công tác trong ngành tâm thần. Các bệnh nhân ở khoa tâm thần nữ là những người bệnh chịu nhiều thiệt thòi về sự chăm sóc từ phía gia đình. Thấu hiểu điều này, các y bác sĩ trong khoa đã đóng vai trò như những người chị, người mẹ tận tâm chăm sóc, không chỉ lo việc sinh hoạt hàng ngày như ăn ngủ, vệ sinh cá nhân, theo dõi diễn biến bệnh, tạo nếp sinh hoạt đúng giờ. Các y bác sĩ còn chăm lo đời sống tinh thần của người bệnh, việc dành thời gian trò chuyện, lắng nghe bệnh nhân tâm sự, giúp những người mặc áo trắng gần gũi hơn với bệnh nhân, qua đó dễ dàng tiếp cận vỗ về mỗi khi người bệnh lên cơn. Bác sĩ chăm sóc cho từ bữa ăn đến giấc ngủ, rồi em không ăn được thì bác sĩ đút cơm cho em, rồi tóc tai em bù xù bác sĩ cắt tóc cho em ạ, quan tâm em ạ, giống như là mẹ của em ở nhà ấy ạ. Nằm ở Bạch Mai gần như một năm, bệnh viện trả về tưởng như là không cứu được nữa rồi, nhưng khi ở đây điều trị có một tháng tự rất dứt cơn, bác sĩ chăm sóc bệnh nhân rất tuyệt vời, cũng giống như ngôi nhà thứ hai của mình ấy. Chúng tôi đi công tác ở đây thì nhiều khi nó cũng thiệt thòi hơn so với các ngành nghề khác, bởi vì đến đây là toàn những cùng với cả những bệnh nhân tâm thần, cũng ảnh hưởng một chút phần về tâm lý, nên là ngôi nhà tại nhà cũng được gia đình cũng rất là quan tâm, cũng rất là động viên, kết hợp cùng với đến công tác ở viện cũng được lãnh đạo bệnh viện cũng rất là quan tâm đến cán bộ anh em ở viện, đấy cũng là động lực để chúng tôi đã hoàn thành được nhiệm vụ. Bệnh viện Tâm thần kinh Hưng Yên với hơn 90 y bác sĩ trực tiếp điều trị, chăm sóc bệnh nhân là hơn 90 trái tim hết lòng yêu thương, chia sẻ với người bệnh.
sự yêu nghề trân trọng thế giới của những con người ao ước được tỉnh nhưng không thể tỉnh đã giúp các y bác sĩ ở đây luôn có sự nhẫn nại, vui vẻ, dỗ dành người bệnh và sống bình thường khi trở về thế giới đời thường. Sáng nay tại huyện Văn Giang đã diễn ra hội nghị để họp bàn giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị, cùng dự có đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Giang. Đến nay huyện đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng được gần 130 ha trên tổng số hơn 145 ha, đạt hơn 90% tổng diện tích. Trong quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, cơ chế bồi thường hỗ trợ đối với các trường hợp cụ thể có đất bị thu hồi. Huyện Văn Giang đề nghị tỉnh ra soát điều chỉnh lại chỉ tiêu tái định cư đối với đất tôn giáo, đề nghị tỉnh sớm có hướng dẫn cụ thể về bồi thường, hỗ trợ đối với đất doanh nghiệp, có cơ chế đặc thù để hỗ trợ các trường hợp đất có cùng mục đích sử dụng nhưng giá trị bồi thường bị chênh lệch. Trên cơ sở thảo luận các phương án giải quyết khó khăn, vướng mắc tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam yêu cầu các sở ngành địa phương căn cứ nhiệm vụ được giao tiếp tục phối hợp thực hiện các công việc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, tư vấn thẩm định xây dựng phương án bồi thường. Các huyện có dự án đi qua sớm triển khai các nội dung công việc tiếp theo, đồng thời đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ bồi thường quy hoạch nghĩa trang, khu tái định cư, giao cho cơ quan chuyên môn tổng hợp các tồn tại vướng mắc phát sinh, báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh để trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Tổ giám sát số 1 đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn vừa tiến hành giám sát thực hiện chương trình phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và chương trình phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 tại huyện Yên Mỹ. Huyện Yên Mỹ đã đầu tư nâng cấp cải tạo xây dựng mới các tuyến đường gồm 93 công trình với chiều dài trên 170 km, tổng mức đầu tư khoảng 2.200 tỷ đồng. Đến nay đã hoàn thành được 4 dự án giao thông được chuyển tiếp từ giai đoạn trước sang giai đoạn 2021-2025. 5 dự án mới được quyết định đầu tư trong giai đoạn 2021-2025. Huyện có 9 dự án nhà ở đô thị, thương mại dịch vụ, đã triển khai đầu tư trên 400 tỷ đồng, đã và đang triển khai 4 dự án về y tế, quy hoạch 11 cụm công nghiệp. Một số dự án còn gặp khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng, nguồn lực đầu tư hạn chế, năng lực chủ đầu tư và một số đơn vị thực hiện lập các dự án đầu tư chậm, hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ. Trưởng đoàn giám sát đề nghị huyện Yên Mỹ rà soát các chương trình dự án và kế hoạch đầu tư công trung hạn phù hợp với chương trình phát triển giao thông vận tải của tỉnh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bố trí đủ nguồn vốn và tổ chức thực hiện các công trình để hoàn thành đúng tiến độ, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về đô thị và phát triển đô thị theo quy hoạch đã được phê duyệt. Từ một huyện khó khăn nhất tỉnh, sau 13 năm thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Phù Cừ đã thay đổi diện mạo, phấn đấu cuối năm 2024 sẽ về đích huyện nông thôn mới nâng cao, năm 2025 sẽ về đích huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Trước đây, nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện đi lại khó khăn. Đến nay, hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ. Chỉ tính riêng năm 2023, huyện đã triển khai xây dựng 140 dự án, tiêu biểu là dự án đường trục trung tâm huyện, đường khu Phụng Quả tới khu di tích Cây Đa và Đền La Tiến. Cùng với đó đã cải tạo trung tâm y tế huyện, hệ thống các trường học, hệ thống giao thông nông thôn. Đặc biệt, các tuyến đường có sự đồng thuận ủng hộ của người dân. Toàn huyện có khoảng 1.000 hộ dân hiến trên 65.000 mét vuông đất để mở rộng các tuyến đường liên thôn, liên xã. Xây dựng nông thôn mới thì gia đình tôi cũng như là mọi gia đình trên cái tuyến đường này toàn dân hiến đất để làm đường. Chúng tôi xác định rằng ở mé đường này mở rộng lợi cả cho gia đình và lợi cho toàn xã hội. Ngày xưa ấy, đường khổ lắm, nhưng mà bây giờ thì đường giao thông này, rồi các trường học, rồi các trạm y tế được Đảng Nhà nước quan tâm, đường trường trạm bây giờ tuyệt vời. Mới đây, huyện có thêm xã Minh Tân được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu, nâng tổng số 5 trên 13 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 2 xã Tống Chân, Quang Hưng được công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Nâng tổng số 100% xã trong huyện được công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Trên địa bàn huyện đã thành lập mới 4 hợp tác xã và có thêm 6 sản phẩm được xếp hạng sản phẩm OCOP. Huyện xây dựng các vùng trồng vải chuyên canh, vải lai chín sớm tại các xã Minh Tiến, Tiên Tiến, Tam Đa, vải trứng tại các xã Phan Xảo Nam, Minh Tân. Huyện cũng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về môi trường như xây dựng
5 hệ thống xử lý nước thải. Toàn huyện có 19.000 trên 22.000 phân loại rác thải hữu cơ, vận chuyển, phun tảo trộn rác tại 21 bãi với khối lượng là khoảng 16.600 tấn, đạt 100% kế hoạch. Năm 2023 vừa rồi, thì chúng tôi đã được Ủy ban dân tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về tổ chức sản xuất. Chúng tôi có các cái mô hình sản xuất, đặc biệt là có một số cái hợp tác xã kiểu mới. Đây là một mô hình sản xuất tập trung mà mang lại hiệu quả kinh tế rất là cao, thu hút được nhiều lao động, thu nhập cho người dân rất tốt. Để xây dựng huyện trở thành huyện nông thôn mới nâng cao, thì huyện đã có một cái kế hoạch rất cụ thể thực hiện các tiêu chí. Chỉ tính riêng năm 2023, thì huyện đã có đầu tư là hơn 2.800 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới. Thế trong đó nguồn vốn của tỉnh và huyện là hơn 1.800 tỷ. Số còn lại là của xã và nhân dân đóng góp, cũng như là xã hội hóa, xây dựng các tuyến đường hoa, xây dựng các đường điện chiếu sáng, đảm bảo cái cảnh quan môi trường ở nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp. Thời gian tới, huyện Phù Cử tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trong lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục để tiếp tục thay đổi diện mạo quê hương ngày một khang trang hơn, đời sống người dân ngày càng no ấm, hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.